dẫn, linh hoạt, dí dỏm, dễ hiểu. Đón xem Cái Lý Cái Tình. Vô để ngồi uống nước. Dạ. Ông. Lỡ đồng, tưởng ai giật điện thoại. Trời ơi, ơi. Ông rảnh ghê, mình ngồi kế bên, ngồi nhập con vô điện thoại vậy. Từ nãy giờ luôn rồi đó. Tôi nghe cái tướng của bà nhỏ quá, sao lỡ không thấy luôn á. Vậy hả? Làm như tôi làm ma. Gần là gió nó lùa ào ào bữa nay. Tự nhiên im ru đi im vậy. Chuyện gì? Ông coi gì trong đó mà ông say mê dữ vậy mà quên tôi luôn á. Coi gì kể đi. À, đọc báo phải không? Ừ. À, đúng rồi. Ông hay đọc báo nè, trên đây nè. Rồi xong ổng coi tivi nè. Rồi ông coi cái máy tính bảng nè, tao nói ông biết được nhiều thứ lắm. Vậy hả? Vậy chứ giờ ông có biết là cái chính quyền điện tử là cái gì không? Con biết. Cái con này ăn cơm hết. Cô đang hỏi ổng. Mày rảnh. Hỏi thừa. Sao lại không biết chứ? Làm sao? Thì tức là mình làm việc với người máy, thấy gì bằng người thiệt. Dạ, mà con sợ lắm. Sao? Mùa này mùa mưa. Mình lỡ bữa nào mà điện chập một cái ha, mà mình làm người máy mà ngay người bị chập điện một cái đi, trời ơi, nó quýnh mình máy nhìn không ra luôn. Ghê vậy hả bảy? Dạ. Hay trời quá ơi. Còn cái tưởng tượng nào khủng khiếp hơn nữa mà tưởng tượng ra đi. Trời đất ơi, tào lao tầm bậy tầm bạ không à. Tôi nói chính quyền điện tử đây á, là hiện nay 90% là người ta làm việc qua internet, hiểu chưa? Ai hiểu biết chưa? Đâu thì con nghe điện tử thì con tưởng như là mấy con robot điện tử mà nít hay chơi đó. Rảnh quá mày, tưởng tượng hay ghê luôn á. Ủa, ông nói vậy là sao? 90% là sử dụng qua internet. Ừ. Vậy rồi những cái huyện, cái xã nào không có internet thì sao? Thì vẫn y như cũ, đúng không? Cũng là làm giấy tờ là bình thường luôn. Con biết nữa. Nữa hả? Nhỏ là gì cũng biết ta. Là những cái vùng đó đó là thuộc về 10% mà chú nói phải không chú? Thôi mệt à, rảnh quá. Cháu mày quá đi. Nói chuyện gì đâu mà tào lao, không biết gì để nghe im lặng người ta nói nè. Im lặng nghe không nói. Hiện nay đó là hơn 100% các cái địa phương đó là người ta sử dụng internet, quản lý bằng internet rồi, hiểu chưa? Đó. Hiện nay chính phủ đã triển khai kết nối toàn quốc, riêng tỉnh Kiên Giang mình á là cứ mỗi năm như vậy đó là có hàng trăm văn bản, hàng trăm hồ sơ đều giải quyết qua internet, quản lý bằng điện tử hết á, hiểu chưa? Dạ, hay quá vậy. Công nhận á, tiện lợi thiệt. Dạ. Nhưng mà cô coi phim nước ngoài á, cô thấy cái này là xưa lắm rồi. Trời ơi, thì bà để ý bà biết. Chứ người ta không để ý sao ta biết được, bà biết không? Ai cũng giữ thói quen cũ mà hãy mỗi khi muốn cần cái gì đó, muốn cần xin cái gì đó hoặc là cứ xách giấy tờ chạy tới chạy lui chạy xu chạy ngược không à. Đó, bây giờ tỉnh Kiên Giang mình á, là người ta ngoài cái việc xây dựng, hoàn thiện cái chính quyền điện tử đó thì người ta còn phải phổ biến, phổ cập đến từng nhà, thậm chí đến từng người, hiểu không? Đã xây dựng ra mà không phổ biến, không hướng dẫn người ta xây dựng làm gì, xây dựng ra để người ta biết, để người ta cùng nhau người ta làm thì nó mới chỉ mới tốt chứ, hiểu chưa? Đúng rồi. Cô ơi, chú nói phong lâu mà sao con thấy như chú có cây cù cái móc nào á, con thấy nhột dễ sợ luôn á. Nghe đi, nếu mà không hiểu á cứ mở tivi Đài Kiên Giang lên coi cái chương trình Cái Lý Cái Tình nó đang hiểu thêm, chứ không. Đúng rồi, bay nhỏ bay nên học hỏi nhiều hơn đó. Dạ con biết rồi. Nè, thấy chưa gì thấy không? Cái Lý Cái Tình. Trời ơi, nãy giờ không coi Cái Lý Cái Tình. Thì đúng rồi. Ngày 4 tháng 9 năm 2014 đã diễn ra lễ ký kết bản hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và tập đoàn VNPT. Bốn lĩnh vực được ký kết hợp tác gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu triển khai chính quyền điện tử của tỉnh Kiên Giang, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin và chính quyền điện tử, đào tạo nguồn nhân lực viễn thông, công nghệ thông tin. Đây là điểm mốc quan trọng để Kiên Giang thực hiện tiến trình cải cách hành chính với nhiệm vụ là xây dựng chính quyền điện tử. Với hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin đảm bảo và dần hoàn thiện, tiến trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang đã từng bước đi vào hoạt động hiệu quả trên cơ sở các hệ thống phần mềm và các dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm hệ thống phục vụ khối chính quyền, hệ thống phần mềm phục vụ ngành y tế, hệ thống thông tin phục vụ ngành giáo dục, hệ thống phục vụ ngành công an. Hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, kiengiang.gov.vn, đi vào hoạt động từ năm 2013. Đây là cầu nối trao đổi thông tin giữa đảng, chính quyền địa phương
với nhân dân trong tỉnh. VNPT đã phối hợp xây dựng cổng thông tin điện tử cho hơn 24 đơn vị, trong đó gồm 13 đơn vị thuộc ngành y tế, 4 đơn vị thuộc ngành giáo dục, 7 doanh nghiệp trên địa bàn. Hệ thống một cửa điện tử được triển khai cấp tỉnh đến 21 sở ban ngành, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 15 trên 15 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và 68 trên 145 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu điện EMS, thanh toán trực tuyến qua hệ thống ngân hàng, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến với 2.148 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2, 415 mức độ 3 và 307 mức độ 4.